Hiện Tiên xin chào quý ông bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Hiện Tiên. Không sao đâu chị, bữa nay đâu có ai nói gì đâu, miễn con hên chú được rồi. Tại vì hôm anh em mình được dạ. Hôm là chủ nhật mình mặc đồ tím á. Rồi sáng nay 15 mét ghé chợ bánh cát mua bông với trái cây. Cái này cái gì mắm. Cái này chợ bánh cát là bông với trái cây. À chợ bánh cát là bông với trái cây. Cái này cũng chợ bánh cát mà. Không, này xa hơn chợ bánh cát. Thì đúng mà, thì em nghe chợ bánh cát thì em được. Bún mắm, đúng bún không? Mắm. Bún mắm chay. Chú là thích ăn bún mắm nhưng mà cái này thì bún mắm chay. Mua nho xanh với nhãn ha. Cái này nè trà hơn nè chút chăm. Cái này là em nói luôn nè, cái này là sâm ủ lượng. Chút nữa là mình lấy cái muỗng trà đậu của chị Loan á. Mình múc ra mỗi mỗi cái là một một trái táo và mấy khi chia ra cho 10 ly nha. Nè có ly với ống hút sẵn luôn. Rồi, bây giờ mình sắp cái này xong rồi cái mình tới sâm ủ lượng mình múc ra. Rồi. Được không chị? Rồi đi vô. Rồi giờ dậy luôn cái giờ sao? Rồi bây giờ đi vô. Hôm nay chị Loan đến sớm nè. Chắc chỉ dậy sớm thôi. Đến sớm là dậy sớm á. Có đi ra chú biết mà chị, em đi chải nguyên nhau là mua đồ thôi chứ không phải là tại từ gửi ông này ông nhận cái chỗ nào không ta, nếu mình tay tùm lum mà ông ngừng cái chỗ thì chứ ngọc chân cho đẹp nha. Cái này hơi chăm nước trà cho chú. Ơi mình chờ cái mâm hụt qua đây tí đi nó. Hồng quá, hồng quá. Hụt qua đây nè chị, hụt qua đây cũng được. Ha lên đây. Rồi lên trên. Rồi cho em qua luôn. Nói sao mà nhanh quá trời hả? Ờ mộ của chú nè cô chú anh chị ơi. Quay sơ sơ cho cô chú anh chị ha. Để cho giờ làm bún liền cho chú đi. Rồi chút nữa là Tiên lại quay cập nhật luôn ha. À, cà phê sữa, trà đào, rồi củ mì. À. Dạ thì mình cứ để chung đi, xong rồi mình để đây trước, xong mình chưng, xong mình bỏ vào bàn thờ luôn. Dạ. Rau ở dưới hả trên chị? Rau ở dưới đúng không chị? Nè anh rút ra đi, cái anh lấy cái bọc nè tấm bỏ lên đó thấy không? Nè cái lúc mình làm gì nè là mình dễ nhất nè. Chiều nay có cúng không? Cúng gì anh? Trưa nay là áo vàng. Chiều nay ai cúng gì? Anh cúng hả? Chiều mình đâu có ai cúng đâu. Ủa bình thường chiều mình đâu có cúng đâu anh. Có. Cái đó là anh nói vàng cúng. Cái này anh nói vàng cúng. Anh nói vàng rồi. Em đặt luôn rồi. Cái này bỏ. Thật ghê, thấy không? Nhiều chưa? Nhiều ghê không? Ôi, ừ. Chủ rồi. Bữa nay anh quên đem nón rồi. Ai? Anh. Có, đợi nón rồi. Bữa nay nhớ màu tím rồi. Bữa nay mặc áo nào mặc anh ơi. Chứ nhiều khi không báo là cũng mai mặc y vậy đâu. Miễn có hình chú là được rồi.
ngày hôm qua nó vàng bữa thứ bảy rồi, nó vàng không báo xong rồi không ai mặc y vậy nên thôi em thấy cứ mặc y nha, cái miễn có hình chú được rồi. Này để lấy cái dĩa nhỏ. Meo meo. Bữa nay có đợi ekip. Ủa mà bữa nay có cái này không hả ta? À đỡ rồi chén. Hả? Em quên như chanh rồi. Nếu không chị Bích. Đợi ekip khổng lồ. Đắt. Rồi xong. Rồi cho lấy cái chén. Gầu nắng đắt hơn gầu nắng chồng đây. Gầu nắng này nó hả? Nho nho với nhãn là 220. Đó, cái dĩa đó không là giá trị lắm á. Nhà làm. Bây giờ là đổ mắm vào nha. Vậy. Cái gì tự nhiên? Mắm vào. Thôi ông ơi, mắm này. Mắm này mắm chay đâu phải anh? Bậy bạ. Chay của chú đó. Tự nhiên cái đen mà. Cái từ mắm chứ không phải là gì. Cái này là tương nhận đó, là mắm đó. Không. Tương nhận. Mắm là tương nhận này. Không chỉ với cái từ chay là thôi. Tương nhận. Mết em là nghe mắm ngói này đâu có đâu, bình thường đồ cúng của chú tự nhiên nghe đứng này ẹ ẹ. Em nghe gõ nghe. Chú nói chưa hết mày mới chuẩn bị vậy sao mà tao sao không ăn. Mà ở đây nhỏ chứ gặp mấy người lớn là không xong với ta rồi đó. Ý tứ chú. Còn thấy nếu mà không ấy quá thì đi để mấy anh em đây ta làm. Ủa heo nướng hả? Để làm ẹ ẹ đó. Đổ cho chị đây. Đem. Để cái cô chủ quán này là làm nấu ở chùa 10 năm rồi. Đúng rồi. Mấy chị trồng cà ri chị không thấy. Qua chị thấy cà ri quay lên đó. Này chắc lấy rồi. Mấy nay em đang mỗi ngày em đang còn món lạ gì nữa. Đây nó vô vậy nè, nó không ngã. Bây giờ muối ớt. Muốn rau quá trời. Lấy cây. Rồi bây giờ lấy xăm mũ lượng, còn xăm mũ lượng. Đâu, xăm mũ lượng hả? Bây giờ lấy thêm cái thà nữa. Chị ơi, cái đó nhặn nhặn bún xuống chút xíu chị, cho có hấm cái bún cho chú dùng. Cái muỗng chị có cái muỗng phải không chị Loan? Cái giá này cũng được, cho em mượn miếng nha, em muốn xăm mũ lượng chứ không gì hả? Hả? Cái này nó lạnh sẵn rồi, em nghĩ chắc khỏi đá quá. Nó lạnh sẵn rồi. Có để đá không? Chắc khỏi quá. Cái này lạnh rồi. Cầm đi giùm anh đấy. Ơi, không. Tại nó còn cái nữa nó khác nha. Báo trước rồi đó. Em nói vậy đó. Nè em múc
Này chắc chắc nước hết đi Yên Ngọc, bây giờ mình vớt cái mình chia đều. Tại vì cầm, tại biết sao, nếu mà 10 ly á cầm nhiều khi nó tới đây nó đổ. Nên em đó. Nên em nói thôi giờ để chung bọc đi, giờ em về lại về em chia ra cho dễ. Chứ để đi nó đổ. Hai cái rổ. Được không nè? Được rồi. Trời ơi. Giá nó màu hơn. Sáng nó nói kỳ cục. Đây em lấy cái ly bên kia đưa đây. Cho nhiều dữ hả? Nhiều nhiều đi, bên đây giờ cả cái nhiều lắm, anh cứ chia hết nó đi, nhiều lắm. Thì bên 5 ly thôi. Thì bên 5 ly nhưng mà ý là cái bên đây còn nhiều lắm. Ơi cái cộng. Có lỡ ra thì ra luôn đi chị, không sao đâu. Em thấy nó nhiều lắm. Nè, lấy gì không? Bọc này nước nhiều nè. Bọc ngọng nước ít xịt à. Bỏ đá không? Bỏ miếng đá cho là lạnh vậy uống. Rồi, muỗng bỏ vô luôn. Đá. Kìa, anh có bao đá. Từ từ. Bữa nay cũng có cà ri. Bữa nay đông lắm, em đứng em chờ chết luôn. Em gọi điện trước rồi đó mà còn phải chờ. Thì bữa nay tao bán được chai. Nó chỉ múc dư dư không á, tại vì là lần đầu chỉ múc thường múc vô ly, bữa nay múc vô cái bịch bự á. Nên nhiều cái hai trái táo rồi nhỉ. Chứ ngượng một ly có một trái táo à. Lỗ rồi. Lỗ bà chủ quán này. Chị nói để bữa sau rồi chị ấy, chứ giờ lập chập quá mà múc vô cái bịch chưa quen. Xúc miếng đá vô ha. Khoan xúc đá vô nữa. Chỉ xúc mấy cục đá. Để nó chuẩn kết cái gì. Trong nước trà luôn nha. Hả? Nước trà này bỏ đây hay là trên kia? Để đây luôn phải không? Chưa, rồi lên được không? Chị phủi rồi đó ra chị. Rồi bông sương chưa chị? Bông sương chưa? Nặng dữ à. Bữa nay là cúng 10 tô bún mắm với chú ha, bún mắm chay của chú anh chị.
hoa hoại. Tính ra hoa đồng tiền 60 mà mua hoa này đẹp hơn nè. Ít. Đồng tiền 60 mà cái này 80 là mua hoa này đẹp hơn không? Hoa hoại. Đó, xăm bộ lượng. Sáng rồi chú anh chị. Anh thấy đi. Giờ thì ớt đang cúng với cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị buổi sáng ở bộ của chú Vũ Linh ha, sáng nào là nay hai chồng làm mết rồi cũng tới sáu mấy bảy giờ không, tại vì nguyên nhân là do đi mua đồ để cúng buổi sáng cho chú, cho chú dùng buổi sáng cho chú anh chị. Này ekip mình thì cũng thấy đông ha. Đó. À, đó. Chị Hương rồi chị Bích ở Bình Chẩn. Rồi chị Hoa. Đó. Rồi có anh Giàu. Đó. Rồi chị Loan. Bên đây chị Loan lên cô chú anh chị. Đó, buổi sáng rồi chú anh chị. Bây giờ là đốt nhang cho chú luôn, sớm giờ chưa có đốt nhang. Những xuồng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chí không đây? Có Chí không? Đi hao quên rồi. Đó, bữa nay là bàn thờ của chú nè, có bánh ú nè ha, rồi bắp nè cô chú anh chị, rồi này gì đây, khoai mì nấu đó. Đây là những cái tô bánh canh với bún đó. Bún mắm chay của chú anh chị, có chả tôm hủ luôn ha, rồi cà nâu đó. Rồi hiện tiên xin kết thúc clip nha cô chú anh chị. Cả nhà nhớ đăng ký kênh cũng như là like để Hiện Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video sau, và chúc cô chú anh chị có một ngày chủ nhật cuối tuần thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình của mình nha.